Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Trong chương trình Hạnh phúc từ đâu hôm nay, chúng tôi có mời mục sư tiến sĩ Phạm Hồng Phú, hiện đang là mục sư quản nhiệm Hội thánh Liên hiệp Fairfax tại Virginia, đến để tâm tình cùng chúng ta hôm nay. Trước hết, xin kính chào mục sư và cảm ơn mục sư đã nhận lời mời của chúng tôi để đến với quý khán thính giả thân thương của chúng ta. Xin chào cô Kiều Hương và kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Thưa mục sư, người Việt của chúng ta có câu có tiền mua tiên cũng được. Vậy mục sư với tư cách là một người lãnh đạo về đời sống tâm linh, mục sư có thể cho chúng tôi và quý khán thính giả biết là đồng tiền có giúp cho mình sống lâu hơn và hạnh phúc không ạ? Kính mời mục sư. Kính chào quý khán thính giả của đài SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị và quý quyến một tuần mới đầy phước hạnh. Mùa hè, mùa mà mọi gia đình đều bận rộn với biết bao nhiêu việc. Những gia đình có con nhỏ và trong lứa tuổi đi học thì dẫn con đi chơi giải trí. Những người làm neo thì tranh thủ làm nhiều giờ hơn để tăng thu nhập. Những người lớn vì biết thời tiết ấm áp hơn nên tranh thủ chăm lo một góc vườn nho nhỏ hay đi thăm con cái và các cháu. Đối với người dân Mỹ nói chung, mùa hè là mùa du lịch. Do đó chúng ta cần có tiền và đôi khi cần rất nhiều tiền. Như vậy, trong thời gian của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm một câu hỏi: tiền có giúp ta sống lâu và hạnh phúc không? Trong dân gian có bài thơ hài về tiền như sau: tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý, là triết lý của cuộc đời, và có tiền là hết ý. Thành ngữ Việt Nam có câu phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Trong đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên thì phú quý được hiểu là giàu có và sang trọng, còn lễ nghĩa là những phép tắc phải theo để cư xử trong gia đình, xã hội sao cho phải đạo người trên kẻ dưới theo tư tưởng Nho giáo. Bần cùng sinh đạo tặc, khi con người sống trong cảnh bần hàn khó khăn và nghèo đói thì bản năng sinh tồn lại trỗi dậy. Khi ấy, trong một số trường hợp, người ta không còn chú trọng giá trị đạo đức hay văn hóa lễ nghĩa nữa. Cách đây chừng vài tháng, dân Việt Nam trong nước và hải ngoại sốt lên với câu nói tạo sống của vua cà phê Việt Nam, Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa ông và vợ. Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này? Như chúng ta đều biết, xu hướng phát triển của xã hội ngày càng thiên về vật chất hóa thì 90% phụ nữ chạy theo đồng tiền, 100% con người ta thích tiền, 50% vì tiền làm tất cả. Vậy tiền có giúp ta sống lâu và hạnh phúc không? Kinh Thánh dạy chúng ta nguyên tắc gì về tiền và sống lâu và hạnh phúc? Trong sách Phúc Âm Luca đoạn 12 từ câu 13 tới câu 21, bác sĩ Luca kết thuật lại câu chuyện của Chúa Giêsu khi đang thi hành chức vụ trên đất. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu dạy chúng ta những nguyên tắc quan trọng về tiền và sống. Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: "Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi." Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?" Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: "Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tài của cải mình dư dật đâu." Nguyên tắc thứ nhất, sự sống của con người không phải do của cải mình dư dật. Tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể mua được một tổ ấm. Tiền có thể mua được một chiếc giường, nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ, nhưng không thể mua được thời gian. Tiền có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức. Tiền có thể mua được nhan sắc, nhưng không thể mua được tuổi thanh xuân. Tiền có thể mua được máu, nhưng không mua được mạng sống. Tiền có thể mua được thuốc, nhưng không thể mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được người yêu, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua được sự phục tùng của nô bộc, nhưng không mua được sự trung thành của họ. Tiền có thể mua được sự im lặng của dư luận, nhưng không mua được suy nghĩ của họ. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này:
ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Nguyên tắc thứ hai, sự thành công có thể giết chết tham vọng sống lâu và vui hưởng hạnh phúc của con người. Người giàu không ngừng tìm mọi dịp tiện để mình được càng ngày càng giàu thêm. Từ một nhà kho nhỏ, người giàu đập ra và xây cất một nhà kho lớn hơn và cứ tiếp tục làm như vậy. Cho đến khi ông ta nghĩ rằng mình đủ rồi và sẵn sàng bắt đầu tận hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng của mình. Nhưng ông có biết đâu đời ông đã mãn. Có quá nhiều con người cứ bận rộn chạy theo của cải vật chất tạm bợ của đời này mà đánh mất biết bao nhiêu giá trị cao đẹp khác. Như hạnh phúc gia đình, sức khỏe của bản thân và đánh luôn cả linh hồn của mình vì không còn có thời gian và sức lực nữa. Công việc đã cướp hết của họ mọi thứ, ngay cả sự sống đời đời, phước hạnh với Chúa Cứu Thế Jesus Christ vì họ không có chỗ cho Ngài, không có thời gian cho Ngài khi còn đang sống trên đất. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Nguyên tắc thứ ba, sự chết loại con người khỏi hưởng tài sản to lớn của mình trên đất. Hơn 10 năm trước tại thành phố Chicago có một thanh niên rất thành công, người Mỹ gốc Việt. Anh ta vượt biên qua tới Mỹ lúc 20 tuổi. Sau 20 năm sống tại Chicago, anh có cô vợ rất đẹp và 4 đứa con rất dễ thương. Anh gây dựng được một gia tài rất lớn, một ngôi nhà rộng rãi sang trọng ở ngoại ô Chicago cho gia đình sống và con cái đi học. Một tòa nhà 3 tầng cho thuê, một nhà hàng Applebee's rộng rãi và một tiệm giặt ủi khá lớn. Anh qua đời tuổi vừa 40. Tôi làm đám tang cho anh mà lòng ngậm ngùi. Thật đáng tiếc và uổng cho anh. Anh đã dốc cạn sức lực của mình để gây dựng nên một gia tài đồ sộ, nhưng chẳng được hưởng gì cả. Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Nguyên tắc thứ tư, sự giàu có nơi Đức Chúa Trời ban cho người ta sự sống lâu và hạnh phúc. Người giàu ở đây vì quá bận rộn dốc hết sức lực và thời gian, lo làm sao để có thêm của cải vật chất, nhà thêm nhà, đất thêm đất, nhưng không lo cho đời sống, sức khỏe, gia đình và tâm linh, nên người giàu mất đi tất cả. Ngược lại, Chúa Giêsu Christ muốn khuyên dạy chúng ta phải biết nhìn nhận những giá trị còn cao hơn vật chất của cải, đó là thời gian, sức khỏe, tình nghĩa vợ chồng, cha mẹ và con cái, trên hết là đời sống tâm linh. Vì chết không phải là hết, mà chúng ta chỉ di chuyển từ cõi đời này qua cõi đời khác mà thôi, cho nên ông bà chúng ta mới gọi là qua đời. Kính thưa quý khán thính giả, nếu quý vị muốn biết Đức Chúa Giêsu Christ đã dạy dỗ và nhấn mạnh làm thế nào để được giàu có trong Đức Chúa Trời khi còn tại thế, thì được sống lâu và hưởng phước hạnh. Và khi mãn phần trên đất thì được Chúa rước về thiên đàng, thì xin liên lạc với Hội Thánh Liên Hiệp Fairfax, 8922 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia 22031, điện thoại 703-334-8819 hoặc 773-430-2377. Chúng tôi mong ước được đón tiếp và giải đáp tận tình cùng quý vị trong ngày gần đây. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước tràn đầy trên quý vị và quý quyến muốn thật hết lòng. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có hạn nên chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tuần sau. Kính chúc quý vị cùng gia quyến một tuần lễ mới an khang thịnh vượng và đầy ân phước của Chúa. Đời người rồi quá mau, thân con tan từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật 11 tháng 8 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.